nó có tên là Pixelbot. Cái này trên cái mô đầu bên Nvidia sẽ được cài sẵn cái ứng dụng này. Cái ứng dụng này nếu mà bạn nào biết xài máy tính rồi là nó cũng tương tự như cái TeamViewer rồi đó. Thì nó là cái điều khiển hỗ trợ từ xa, tức là xài điện thoại hay máy tính mà các bạn có cho có cái ID này thì người khác sẽ truy cập vào được cái máy tính này. Đó, ví dụ click phone. Đây nó sẽ hiện lên một cái dãy số ID. Dãy số ID xong thì bên thiết bị máy tính hoặc là bên thiết bị máy tính hoặc điện thoại các bạn truy cập vô cái chữ trên cái vô trình duyệt. Đầu tiên là vô trình duyệt. Vostat.teamview. Đó trên màn hình mình cũng có ghi đó, vô trình duyệt Vostat.teamview. Rồi nhập cái ID đó vô. Ví dụ cái ID đăng lên đó là 1499. Đó. Rồi kích đó, 499. Đó, rồi nó sẽ trên này nó sẽ hỏi nhảy qua cái trình duyệt TeamView. Giờ ví dụ ở trên máy tính các bạn vào cái ứng dụng TeamView trên điện thoại hoặc máy tính các bạn truy cập vào TeamView xong nhập cái ID nãy trên màn hình nó hiện đó vào phần này xong bấm kết nối. Sau khi bấm kết nối thì các bạn vô trên cái đồng thời bên cái đầu khác phải cho phép thì bên máy tính hoặc điện thoại mới vô được. Đó giờ cái TeamView đã hiện lên cái màn hình của trên đầu khác rồi đó. Bạn có thể thấy hai này thì trên này điều khiển bằng chuột bằng gì đó cũng được. Ok ví dụ của YouTube hoặc là các bạn nhờ hỗ trợ cài đặt gì đó thì kỹ thuật viên bên Nvidia sẽ hỗ trợ theo yêu cầu của bạn.